mọi người, không toxic, không gì hết nhá. Em thật sự bây giờ em chả quan tâm gì đâu, bây giờ em chỉ quan tâm là em sắp đến ngày em lấy vợ rồi. Thứ nhất, thứ hai, lấy vợ thì phải kiếm tiền để lo cho vợ cho con, chứ không có cái tội gì dại gì mà em đi em chửi nhau làm gì cho mất thời gian. Thà có cái thời gian chửi nhau thì em nên em bán hàng đấy. Thế mọi người nhá, em không có gọi điện hay nhắn tin cho ai nhờ đánh ai hay gì hết đâu nhá. Mọi người đừng có nuôi em vào mấy câu chuyện rồi em cám lợn nha, em mệt lắm. Đừng mang em ra để lấy cái le hay là lấy cái thương hiệu hay là lấy cái gì. Nhưng mọi người em mệt lắm, em rất mệt mỏi. Được rồi, đây. Con khôn nhà cao cửa rộng, bố mẹ thì bây giờ em có thể có khả năng để lo cho bố mẹ em rồi. Đánh nhau cãi nhau chửi nhau để làm gì, đúng không ạ? Em có bị tớ hơi em cắm lợn đâu. Ok anh em ơi, anh chị em ơi, và một lần nữa là em nói lại là em không liên quan gì hết nhé. Đừng em có thể đánh nhau em sợ lắm, ai đánh em báo công an đấy. Trước này. Ok, thì bây giờ anh chị em ơi, gia đình nhà mình nhá, mọi người ơi, làm những video tích cực nha mọi người. Làm những video tích cực. Ok không ạ? Những video tích cực, những video mà happy wedding của em nha mọi người. Bởi vì sắp đến ngày happy wedding của em rồi nên là em rất là mất thời gian.